hiểu được cái bài này tốt hơn ha. Thì đây là một bé trai 15 tuổi được người nhà đưa tới viện trong tình trạng hôn mê. Khi vào thì chạy được khám thân nhiệt 36 độ, giá đoạn nhịp tim 65 giờ trên 1 phút, nhịp thở 10 giờ trên 1 phút, huyết áp 90 trên 60 và thủy ngân, và đồng tử thì có nhỏ. Thì các bạn nếu mà làm nhí mình nói không hoặc thậm chí người lớn vậy, sẽ có những cái trường hợp trong đêm trực của các bạn bệnh nhân được đưa tới trong tình trạng hôn mê. Bản thân mình đã đi trực tại phòng cấp cứu và cũng đã từng tiếp nhận rất nhiều cái bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Và một cái khó của tình trạng hôn mê, của tiếp cận bệnh nhân hôn mê đó là nó vừa một tình trạng bệnh nặng rất cần nguy có thể đe dọa tính mạng, và một vấn đề thứ hai nữa là gì, rất khó để mà tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân. Tại sao khó chẩn đoán nguyên nhân? Thứ nhất đó là trẻ mê rồi thì mình có hỏi được tiền sử bệnh nhân không? Hoàn toàn không biết được đứa bé này thế nào luôn, vì mê rồi mình hỏi được hẳn. Và phần lớn thì người nhà cũng biết, phần lớn người nhà không biết. Ví dụ mình đã từng gặp một trường hợp bố mẹ đi làm để hai đứa nhỏ ở nhà chơi với nhau, và sau đó buổi trưa thì hai đứa ngủ, một đứa ngủ một giường. Tự nhiên bố mẹ đi làm về cả thì phát hiện ra một đứa trẻ nằm hôn mê, đứa vào viện trong tình trạng hôn mê. Bây giờ hỏi đứa nhỏ thì đứa em đó có mấy, bốn năm tuổi chứ thôi, hẳn biết gì cả. Và hai đứa ngủ hai giường khác nhau, biết được. Hỏi bố mẹ thì đi làm nó có biết gì đâu. Nên không hỏi được một cái gì về tiền sử bệnh sử của đứa bé luôn. Thì đứa bé bị người nhà thì biết cái hàng bình thường có chứ cả. Tự nhiên sáng là hai đứa chơi với nhau ăn, biết con đi chưa về thì thấy như vậy. Như vậy nói rằng rất khó để các bạn khai thác được cái tiền sử bệnh sử khi mà đứa bé thì hôn mê và người nhà nhiều trường hợp họ không biết. Và trường hợp này vậy, họ người nhà không biết, nó đi làm về thấy đứa con nằm hôn mê vậy thôi. Mức độ như vậy, đến mức độ như vậy. Thế là bạn sẽ thấy nó hôn mê với một tình trạng nặng và nhiều tình huống thì rất khó để mà tiếp cận và chẩn đoán. Đúng nha. Vậy thì làm thế nào để mình có thể tiếp cận được với một tình huống như thế này? Thì rõ ràng cách mà mình bày cho bạn một cái cách, và cách này là cách mà mình nghĩ các bạn có thể áp dụng được cho mọi cái trường hợp khác. Và đấy cũng là cái cách cho những cái người mà các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm về lâm sàng. Ví dụ như mình có nhiều kinh nghiệm về lâm sàng rồi, mình đã tiếp cận nhiều bệnh nhân rồi, nhiều thể loại bệnh khác nhau rồi, thì mình có thể phát hiện và nhận biết được các cái bất thường rất là nhanh. Và mình có thể chẩn đoán được nguyên nhân rất là nhanh. Nhưng mà nếu với những người chưa có nhiều kinh nghiệm thì thực sự là khó. Thì cái cách để cho các bạn là gì? Các bạn liệt kê, ví dụ như một trẻ 15 tuổi vào viện vì hôn mê, thì mình liệt kê hết thông tin tất cả các nguyên nhân hôn mê mà mình biết. Liệt kê hết. Xong rồi mình sẽ kết hợp hỏi bệnh, hỏi được gì thì vẫn hỏi, rồi khám các cái dấu hiệu của bệnh nhân. Và trong trên cơ sở những gì mình hỏi và khám được thì mình xem thử khả năng nào có thể loại, đúng không còn nghĩ tới nữa. Ví dụ như nghi ngờ chấn thương mà chấn thương á, và khi khai thác người nhà thì người nhà nói không có, khám trên cơ thể cũng thấy có dấu hiệu chứ nghi ngờ chấn thương cả, rồi có những cái vá đập chi cả đó, vân vân, khám gặp dấu hiệu bất thường chứ đó gửi chấn thương cũng có, thì có thể mình thấy loại chứ. Mà nếu chưa loại trừ được giống trường hợp này, chấn thương cũng biết được, có thể sau đó thì mình tạm thời mình chưa loại được thì mình để chấm hỏi. Tức là bạn kia kể là khả năng nào có được rồi thì các bạn loại được rồi thì bạn gạch đi, khả năng nào chưa loại được thì bạn để vào việc bạn để chấm hỏi. Còn khả năng nào mà thấy khả năng rất là cao thì mình đưa lên đầu tiên, đưa lên thứ tự đầu tiên ưu tiên. Và sau đó thì mình sẽ suy nghĩ này, với những cái khả năng mà chưa loại trừ được, cần khám thêm những dấu hiệu gì, cần theo dõi cái diễn tiến như thế nào để xem thử. Ví dụ như mình nghĩ đến cái chẩn đoán đó thì chắc chắn là vài nửa tiếng sau nó phải nặng lên, hoặc là nó phải như thế này thế kia, ví dụ vậy. Hoặc mình nghĩ đến khả năng kia
thì phải có một cái triệu chứng đặc biệt của mình phải khám được. Ví dụ như mình nghi ngờ thằng bị phù gái thì mình phải soi để mắt để mình phát hiện đó, thì mình sẽ từ đó mình sẽ biết cần khám thêm những cái gì và cần làm thêm những xét nghiệm gì để mà chẩn đoán. Ví dụ mình nghi ngờ xuất huyết não thì mình phải chụp MRI sọ não vân vân đó các bạn. Và sau khi bạn có các cái cần lâm sàng, các cái thăm khám cần thiết, bạn là tiếp tục gọi 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 và cuối cùng bạn sẽ tìm ra được cái chẩn đoán của bệnh nhân. Rồi thì cái bài này sẽ có 3 mục tiêu cho các bạn. Mục tiêu số 1 đó là với một đứa trẻ vào viện vì hôn mê cần nghĩ tới những nguyên nhân nào. Mục tiêu thứ hai, với một đứa trẻ vào viện vì hôn mê cần thăm khám những vấn đề gì. Và câu số 3 đó là với một đứa trẻ tiếp cận vào viện vì hôn mê, những bước tiếp cận đầu tiên mình cần phải chú ý gì, còn những bước tiếp cận về sau thì theo nguyên nhân rồi, nhưng mà những bước tiếp cận đầu tiên thì nó chung chung có cấu quả tình huống cấp cứu, thì bạn phải học như vậy. Thế bây giờ các bạn cho mình suy nghĩ nếu bên cái cảm nhận của các bạn về cảm sang này, có nghĩa là các bạn thỉnh các bạn nói suy nghĩ của mình thôi, cảm nhận của các bạn về cái suy cảm sang này trước các bạn cái này khả năng nào hoặc cái này nên làm sự chỉ như thế nào bằng suy nghĩ của các bạn đấy. Rồi xin mời. Đập đi đập CD đúng ha, i6 CD đúng không? Rồi. Đó, xin mời các bạn có thể cho ý kiến. Ủa, i6 CD vì sao mà có 105 người thôi? Dạ thầy, lớp y sau đây mới sinh học lớp xong ạ, nên mấy bạn chưa vào kịp. Mới sinh hoạt được à? Dạ. À. Ngày đi tuần ngày đi học sơ kỳ học kỳ à hay sao? Dạ đúng rồi. À. Nếu vậy thì các bạn bận, nếu các bạn bận nó bằng cái bảo với thư ký bộ môn nhí để mà đổi đổi ngay khác. Sao các bạn làm như vậy hả? Nếu các bạn vì sự trước kết lớp của nhà trường của phòng giáo sinh viên đã lên kế hoạch sẵn rồi thì các bạn cứ bảo vào với thư ký thôi. Thế đâu mình không phải mình kẹt mình phải dạy các bạn ngoài giờ chứ không thể dạy các bạn trong giờ, nhưng mà mình không có bắt các bạn phải học ngày hôm nay, các bạn có thể chọn ngày khác. Các bạn đợi 15 phút nhé, các bạn đợi được đêm 15 phút đến 6 giờ.
Rồi. Thôi mình học tiếp. Con lớp lớp kia ý 6D phải không ha em ha? Dạ, lớp Y6D vào đủ ạ. Con lớp mà đang sinh hoạt lớp ý 6C đúng không? Dạ, Y6D ạ. Rồi hiện tại đẹp đang học của mình lớp nó đấy. Dạ, Y6CD ạ. À, lớp Y6D vào đủ rồi thầy. Ủa, đang hai lớp cộng lại có 120 người thôi. Dạ, 123 bạn ạ. Ủa? Hai đứa con gái 183 người thôi à? Dạ. Có ngày qua mới dạy 6 đứa hạt mới đến 270 người. Ừ, hôm qua mình... Rồi suy sụp mẹ em chỉ có 2 chân nữa thôi à? Dạ, hai bạn hai lớp chỉ có 123 ạ. Để mình kiểm tra cái danh sách một tí thôi. Ý 6C 64 người, ý 6D 61 người. Rồi hôm qua mình dạy cả 4 lớp à. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi các bạn cho ý kiến. Rồi ngẫu nhiên thôi. Chính sách đó là... Rồi mình gọi ngẫu nhiên ấy. Trần Thị Mỹ Linh. Dạ. Rồi, em cho ý kiến của em về cái khám sang. Dạ, thêm mời cho em gọi lại cái cả luôn. Dạ. Dạ thầy là trên trại này thì em thấy thứ nhất là trẻ vào trong một tình trạng là có giảm trí giác, là bệnh nhân có hôn mê. Cái thứ hai nữa là khi thăm khám thì có thấy đó là thứ nhất là da lạnh, cái thứ hai nữa là có nhịp thở 10 lần trên một phút. Theo em thì khả năng nào hoặc để em không biết thì em đưa ra một số khả năng. Dạ thầy là trẻ có thể có tình trạng là ức chế trung tâm hô hấp, hoặc là trong tình trạng là hoặc cũng có thể là trước em cần khai thác thêm là trước đấy trẻ có trong thời gian là trẻ có sử dụng thuốc gì không mà để dẫn đến ức chế trung tâm hô hấp. À, thuộc thì không khai thác được tại tình trạng này hôn mê em cái đột ngột và trước đó không có bệnh bệnh mãn tính gì cả, cũng không hiện tại cũng đang không dùng thuốc gì cả, cho nên người nhà chỉ nói được như vậy thôi. Rồi mời mời bạn Nguyễn Công Tâm. Rồi, em cho ý kiến đi. Rồi, cảm ơn em. Mời thêm người thứ ba nữa.
Bước thứ ba, mình mời bạn Đặng Quốc Việt. Dạ alo. Dạ sao em? Dạ, thưa thầy là trẻ bệnh nhân hôn mê thì em nghĩ đến là có thể là tình trạng sốc nhiễm trùng hoặc là ngộ độc ạ. Ừ, sốc nhiễm trùng hoặc ngộ độc. Dạ. À, rồi, cảm ơn. Rồi, rồi bà mới mới bàn đao tiếng đạt. Dạ thưa thầy là tối nay nhóm thần trung thần thần trường phải trực buổi đêm cho anh em nghỉ nghỉ đi trực được không ạ? Trực buổi đêm thì 7 giờ trực hay không? Trực từ 5 giờ. Trực từ dư cho đến sáng mai ạ. Tức là từ từ hiện tại là 6 giờ này. Dạ. Cho đến Trực 7 giờ sáng mai ạ. 6 giờ ăn được không? Xin nên buồn tí rồi 6 giờ gửi được không? Mình dạy để 6 giờ thế mấy? Dạ. Một tiếng học thôi mấy. Em cùng nói gì? Được cũng được. Được cũng được ạ. Rồi bây giờ không bàn về cam sang này nữa, các bạn hãy comment vào một chat những nguyên nhân mà có thể khiến một đứa bé bị hôn mê vào trong một chat, không cần việc nhiều, mọi người chỉ cần một người một hai cái kia được thôi, một chỉ cần một comment chỉ một hai cái được thôi. Bạn thử liệt kê mình một loạt nguyên nhân mà các bạn từ từ suy nghĩ thôi. Rồi. Rồi, được rồi các bạn. Được rồi. Cái là quà các bạn dừng lại được, dừng lại được. Nhiều quá bạn dừng. Bây giờ mình sẽ đọc từng cái của mấy bạn và mình phân tích cho mấy bạn luôn. Ví dụ các bạn đầu tiên nói chấn thương, thật ra thì các bạn nói được nhưng mà bạn phải cụ thể cho mình chấn thương là chấn thương sọ não hoặc chấn thương đầu, nhưng mà chấn thương sọ não chứ còn nếu chấn thương mà chấn thương cái chân thì mắc gì mà hôn mê đó, chấn thương cái chân mà hôn mê ra cái đường đi dài á, chấn thương cái chân gãy xương đùi chứ đó, mất máu nhiều, sốc sốc rồi hôn mê thì mới ra. Nên các bạn, mình nhắc các bạn cái đấy là cái kỹ năng thôi. Khi các bạn trả lời một câu hỏi nào mà trong cái đề thi như vậy, nhiều bạn cứ đến phúc hào là em trả lời đúng, không đúng. Để em trả lời câu hỏi chấn thương là không đúng, không có điểm. Nhưng em trả lời chấn thương sọ não em có điểm. Hoặc em trả lời sốc có điểm đó. Thế là em phải chú ý kỹ những cái này để gì? Để sau này khi mình đi thi làm những cái thi mà thi từ vựng á thì càng chi tiết chừng nào càng có điểm chừng đó. Rồi, ý kiến thứ hai là ngộ độc. Ngộ độc thì quá chung. Tất nhiên anh nói ngộ độc có đúng rồi đó, đúng rồi, có một số trường hợp ngộ độc nó sẽ gây ra giật đi giá à, nhưng mà nếu được thì cụ thể hơn một số ngộ độc, ví dụ như ngộ độc qua hữu cơ, ngộ độc thuộc phiền, ngộ độc thuộc an thần, những cái ngộ độc mà có thể gây ra hôn mê đó. Ngộ độc paracetamol mà nặng á thằng sẽ gây ra suy gan thì cũng sẽ gây dẫn đến hôn mê gan à, cái đó cũng có, thì nói chung đa dạng nhưng mà em kể ngộ độc cũng được rồi, nhưng mà nên chính xác hơn. Bạn Nguyễn Văn Thương thì có nhắc đến hạ đường máu, ở hạ đường máu sẽ dẫn đến giảm trí giác và hôn mê. Rồi bạn Ánh Thư thì nói dị vật đường thở, dị vật đường thở thì thật ra nó gây hôn mê mà thật ra hậu quả của nó thôi, dị vật đường thở mà ở cao thì sẽ làm cho đứa trẻ gì ngưng tim, ngưng thở kéo theo ngưng tim và cuối cùng thì đứa trẻ nó giảm oxy, thiếu oxy não thì đứa trẻ nó sẽ hôn mê. Rồi u não bằng não đồng ý à, thiếu oxy cũng chung chung, đồng kinh à, nhưng đứa trẻ đồng kinh mà lên cơn co giật thì sau cơn co giật của đồng kinh á, đứa trẻ cũng có thể có bị hôn mê à. Rồi sốc nhiễm trùng, sốc nhiễm trùng tất cả các loại sốc thì đều sốc và cơ chi giảm tưới máu của cơ quan, thì não là một cơ quan quan trọng nhất thì nó cũng sẽ bị giảm tưới máu, do đó sốc thì nó sẽ gây giảm tưới máu não và nó có thể gây ra tổn thiếu oxy não và dẫn đến giảm trí giác nặng hơn nữa hôn mê đó. Rồi
Bằng hai phương này rồi, ngồi được thuộc phiền, ngồi được hóa chất này. Rồi. Chưa có ý kiến gì mới khác. À, bằng hồng ngọc thì có nhắc đến viêm mảng não mủ, viêm mảng não mủ mà là biến chứng cuối cùng là tăng gặp nội soi sẽ hôn mê, số kẹt thể não á thì nó sẽ gây hôn mê, còn số kẹt bình thường thì hẳn gây hôn mê. Nhiều toán sinh tồn đại thiếu đường, nhiều toán thiếu đường nặng hơn sẽ dẫn đến hôn mê. Anh ấy cảm ơn cái kể chi tiết như vậy là đúng đấy. Ngộ độc khí CO cũng có thể gây hôn mê bằng bằng đông bằng đường đấy. Rồi dưới này là sốc mất nước. Rồi siêu hấp nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương thì cả bạn là kể xuất hiện não đó, các bạn kể rất là ok. Thì mục tiêu đầu tiên của bài này đó, các bạn sẽ học cho mình cả cái nguyên nhân hôn mê đây. Thì mình học mình biết cả cái nguyên nhân có thể gây hôn mê để mà mình có thể tiếp kế và tiếp cận. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là gì? Tất cả các trường hợp mà dẫn đến thiếu oxy não, thiếu máu não mà hay gặp nhất là xảy ra sau một cái tình trạng siêu hấp và suy tuần hoàn. Siêu hấp, suy tuần hoàn nặng hơn nữa sẽ dẫn đến ngưng thở, ngưng tim, vân vân thì dẫn đến tổn thương não. Ngay cả suy hô hấp suy tuần hoàn đã giảm thị giác rồi, mà nặng hơn nữa khi ngưng tim, ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp thì chắc chắn là sẽ dẫn đến hôn mê và thậm chí tử vong. Nguyên thứ hai là động kinh, trong động kinh có giật, có chấn thương sọ não, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương và bằng kệ này giờ hết ngộ độc thì mình cũng kể cái này thôi. Một số tổn thương mạch máu hay gặp đối với trẻ dưới 6 tháng mình sẽ gặp suy thận não do giảm tỷ prothrombin. Trẻ mà lớn hơn thì mình hay gặp suy thận não do dị dạng mạch máu não. Ngoài ra thì các nguyên nhân chuyển hóa mình có thể gặp hội chứng tăng huyết máu gây suy thận, suy thận hội chứng tăng huyết máu, không bê gan do suy gan, hội chứng gây hạ đường máu, nhiễm độc sinh tồn đường, hạ thân nhiệt và tăng CO2 máu, tăng CO2 máu gây hậu quả dạng mạch não, gây phù não. Đó, những cái nguyên nhân này mình nắm được. Và các bạn phải biết được những nguyên nhân này thì các bạn mới biết à khi mà hỏi bệnh mình cần chú ý những cái gì và khi mình khám bệnh cần phải khám những cái gì. Rồi, vậy thì quá nữa, mục tiêu thứ hai của bài này đó là các bạn cần biết rằng một bệnh nhân vào viện vì hôn mê thì cần phải khám những dấu hiệu gì. Thì đầu tiên ra các bạn theo quy trình thôi, một nếu bệnh nhân vào hôn mê thì mình sẽ kích thích được bệnh nhân đó xem thử thế nào. Nếu bệnh nhân đó mà kích thích mà vẫn nói được, khóc được, phản ứng được thì chắc chắn là hẳn mê. Và như vậy thì đứa trẻ đường thở thông, từ có khả từ thở tốt tuần hoàn tốt. Còn hôn mê thì rõ ràng kích thích đứa bé thì có hai khả năng, một là nó không lập, nó chỉ đáp ứng nhẹ về kích thích đau thang điện báo VPU ứng với mức P, và nặng hơn nữa là nó không đáp ứng với kích thích đau luôn thì thang điện báo VPU thì ngang mức U. Và những trường hợp mà đứa trẻ mà hôn mê thì đường thở rất có nguy cơ, bởi vì hôn mê thì nó sẽ tụt và tràn vào đường thở nên có thể dẫn đến tắc nghẽn đường thở đó. Nên về một bệnh nhân mà bị hôn mê thì một cái điều mình phải để ý là có chứng đường thở có vấn đề, có nguy cơ. Thì mình phải tiến hành kiểm tra xem đứa trẻ có thông thoáng đường thở hay không bằng kỹ thuật nhìn, nghe và cảm nhận trong vòng 10 giây. Sau khi nhìn và cảm nhận mà nếu đứa trẻ mà thở được rồi thì mình qua bước tiếp theo đánh giá về cái hiệu quả thở. Còn nếu như mà đứa trẻ mà không thở được thì rõ ràng mình phải hồi sức cấp cứu rồi. Nên mình lúc này mình phải thổi ngạt cho bệnh nhân theo bài cấp cứu cơ bản. Bước thứ hai đó là mình sẽ đánh giá xem thử thở bệnh nhân thế nào, gồm có những nội dung sau. Thứ nhất là đứa trẻ có thở gắng sức hay không, thể hiện có dấu hiệu được liệt kê ở đây mình cũng dạy bạn trong bài tiếp cận trẻ có thở thôi. Hiệu quả thở thể hiện di động ngực bụng, FPOC và thông khí phổi, và các dấu hiệu của tình trạng siêu khó thở đến cơ quan khác thể hiện qua nhịp tim nhanh không, màu sắc da môi có tím hay không, và di giác ở trẻ thì bài này bài hôn mê rồi nên phần trí giác này nó phải giảm trí giác rồi. Và vì mình đang tiếp cận đặc biệt đối với một đứa trẻ bị hôn mê bị giảm trí giác cho nên trong cái phần khám thở này thì có một số cái lưu ý. Nếu bạn gặp một bệnh nhân mà phải tần số thở chậm thì có chừng có thể ngộ độc barbiturate, cũng có thể trong suy giảm vân vân.
Ngược lại nếu mà thở điều trị thở rất là nhanh thì có thể bối cảnh của nhiệt toa sẽ tới đại thủy đường đấy, kiểu thận kiểm toán nhanh xấu, có thể trong bối cảnh của phù phổi cấp hoặc trong giai đoạn đầu của một số cái tổn thương não, nhưng mà cái này thì ít gặp, thì vì giai đoạn đầu này một giai đoạn ngắn thôi, còn về sau tổn thương não thì nó sẽ dẫn đến thở chậm. Vấn đề thứ ba khi mình tiếp cận một trẻ giảm trí giác đó là mình sẽ khám tung hoang xem thử trẻ có sốc hay không, bởi vì khi này sốc là một nguyên nhân mà dẫn đến giảm trí giác, và sốc cũng là một tình trạng rất là nặng, một tình trạng cấp cứu. Khi đánh giá sốc cho bạn đánh giá vô xem thử tim nhanh không, mạch này mạnh hay là yếu, thời gian đây ba mạch đi phiêu như thế nào, và huyết áp của trẻ tiếp tục hay không, và mình đánh giá ảnh hưởng của suy tung hoang ở cơ quan khác thể hiện với đứa trẻ có kiểu thở nhiễm toan của tình trạng tăng lactate không, có dấu hiệu tay chân lạnh ẩm hay không, có dạng và có thiểu điều hay vô điều hay không. Và trong cái phần tung hoang mà đối với đánh giá một đứa trẻ về bị hôn mê thì phần tung hoang các bạn để cho mình một số dấu hiệu. Thứ nhất là dấu hiệu nhịp tim chậm hay còn gọi mạch chậm, đây là một dấu hiệu rất quan trọng mà mình nhắc các bạn, bởi vì sao, đây là một dấu hiệu mà mình đã dựa vào dấu hiệu này để chẩn đoán rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều bệnh nhân vào viện vì hôn mê mà mình tiếp cận ban đầu luôn á, và thậm chí một số bệnh nhân là nó vào viện chưa bị hôn mê, chưa hôn mê còn tỉnh chỉ đau đầu đau đầu thôi à, và mình phát hiện bệnh nhân có mạch chậm bất thường và mình tự đoán được bệnh của bệnh nhân, chọn đoán được bệnh nữa mà khi đó chưa ra một cái CT hay một MRI sọ não gì cả. Thì các bạn sẽ thấy này, một cái dấu hiệu một đứa trẻ mà có vấn đề về trí giác mà cảm thấy hoặc đau đầu gì đó mà có mạch chậm, cảnh giác mạch chậm là một dấu hiệu trong tam triển cơ sinh. Tam triển cơ sinh này gồm có ba dấu hiệu: mạch chậm, huyết áp tăng và gần nhịp thở, mà thường là thở chậm, thở không đều hoặc có cân ngưng thở. Đừng nhầm với cái hội chứng cơ sinh trong mấy cái bệnh nhân thường thần nha. Ngoài ra thì mạch chậm có thể gặp trong một số ngộ độc thuộc chúng gặp bá vong hay là thuộc chậm động kinh. Mạch nhanh thì gặp trong sốc, gặp trong tăng thân tăng nhiệt và trong hội chứng tăng huyết áp. Huyết áp cũng là một dấu hiệu của tam triển cơ sinh. Ngoài ra các bạn cảnh giác là thế này, có một số bệnh nhân bị huyết áp tăng, huyết áp cao nó dẫn đến co giật và hôn mê, người ta gọi là bệnh não do tăng huyết áp. Cái bệnh này không phải hiếm đâu, cách đây khoảng 10 năm trở đến á, thì những bệnh nhân vào viện với viêm cầu thận cấp, đặc biệt viêm thần cấp thì có một cái đặc điểm là nó có tăng huyết áp. Tăng huyết áp là một trong triệu chứng thần viêm, và khi có tăng huyết áp như vậy thì huyết áp thường tăng rất là cao, tăng rất là cao mà nếu như không kiểm soát tốt cho bệnh nhân có thể có biểu hiện này. Mình đã từng gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân vào viện với bệnh não do tăng huyết áp, và hầu hết là bệnh nhân hội chứng viêm cầu thận cấp. Tuy nhiên gần đây thì viêm cầu thận cấp được điều trị phát hiện sớm và điều trị tích cực nên thì biến chứng ngày ít gặp, chứ còn trước đây mới gặp nhiều các bạn. Và nếu gặp bệnh nhân huyết áp hạ có thể gặp trong sốc, trong suy thượng thận. Như vậy mình vừa qua ba nội dung chính ABC là ba cái nội dung mang tính cấp cứu, các cái đánh giá mang tính cấp cứu. Qua bậc D là về thần kinh, thì bậc D á thì các bạn ở đấy là mình phải xác định thế này này, bệnh nhân vào viện thì mình phải đánh giá nhanh bệnh nhân để xem bệnh nhân này có tình trạng nào nặng không để mà xử trí cấp cứu ngay tức thời. Ví dụ như vô một cái thấy ngưng tim ngưng thở hay là đang bị sốc hay là đang đang gì đó đang có dấu hiệu co giật hay đang có gì đó thì mình phải phát hiện và xử trí ngay. Thế cái đánh giá ban đầu của bệnh nhân ra đánh giá mang tính sàng lọc bệnh á cần phải đánh giá cực kỳ nhanh. Thì do đó bạn sẽ thấy gì về tình trạng trí giác của bệnh nhân thì mình đánh giá bằng khám nghiệm Glasgow được, tại vì rất mất thời gian, mà mình chỉ đánh giá nhanh bằng khám nghiệm IPPU thôi. Mà các bạn sẽ thấy gì, bản thân á cái trí giác á thật sự á cho điểm từ 1 đến 15 nó cũng không nó cũng trong cái đánh giá mình ban đầu cũng cần thiết lắm, mà mình chỉ cần xác định được hai cái thái cực thôi, tỉnh hay là mê thôi, thì AVPU làm rất tốt cái điều này và có thể phân định được tỉnh hay mê ra được rồi. Chứ còn bây giờ mình ngồi tỉnh Glasgow chỉ mất thời gian mà rồi cuối cùng mình kết luận được tỉnh hay mê thì cũng như vậy. Còn
Tất nhiên những lần khám về sau, trong quá trình bệnh nhân nằm viện con theo dõi con khám mũi tổng tới rất nhiều lần nữa, thì những lần khám về sau các bạn có thể dùng gasgo và thường sẽ dùng gasgo. Nhưng mà lần khám đầu tiên khi mà đánh giá nhanh thì các bạn dùng APPU. Các đứa trẻ nhìn rất là tỉnh táo linh hoạt. B là, à, xin lỗi B là đứa trẻ nhìn hắn tỉnh táo đấy, mắt hắn mở nơi tay chân hắn cử động đấy, nhưng mà mình gọi hỏi cả thì nó đáp ứng ngay, như là gọi đáp ứng với lời nói là B. B để nó đáp ứng với lời nói đấy, nhưng mà kích thích đau hoặc đụng vào kích thích đấy gọi nó kích thích đau nó thì nó có đáp ứng, có thể là đáp ứng có gục tay chân hoặc hất tay vân vân thì mình gọi đáp ứng với đau là P, và U là không đáp ứng gì về kích thích đau luôn. Thì chỉ cần tia giác P và U thì xem như hôn mê. Tại sao như vậy? Thì hầu hết mà các y văn họ chấp nhận rằng thang điểm AVPU ngang mức P tương đương với GASGO bé hơn hoặc bằng 8 điểm. Mà theo GASGO thì GASGO bé hơn bằng 8 điểm chính là hôn, tỏ là hôn mê sâu. Như vậy là AVPU mức P là hôn mê cái chắc. Và đây một số cái nghiên cứu của một số tác giả tên như các cái bệnh nhân so sánh giữa AVPU và GASGO ở trẻ em, thì hầu hết các bạn thấy này mức P tương ứng với GASGO khoảng 8 điểm. Chỉ có một tác giả dưới cùng chỉ có một tác giả dưới cùng thì thấy tương với khoảng 8-12 điểm, trung bình 11 điểm. Còn hầu hết các tác giả khác đều thấy trung bình GASGO khoảng 8 điểm với mức P. Đó, các bạn thấy như vậy. Nên các bạn sử dụng AVPU nó rất nhanh và nó phân định được cho các bạn giảm tỷ giác như thế nào. Một dấu hiệu thứ hai mình sẽ khám đó là đồng tử. Đồng tử thì bạn sẽ biết là bình thường thì nó nói rồi, nhưng mà có một số bệnh lý sẽ có đồng tử co nhỏ hoặc là giãn lớn, và đôi khi co nhỏ một bên hoặc giãn lớn một bên, đôi khi co nhỏ hoặc giãn lớn cả hai bên, và dựa vào cái kích thước đồng tử mới có thể định hướng được một số nguyên nhân. Ngoài ra thì có một cái nữa là mình sẽ chiếu đèn vào và mình xem thử cái phản xạ của ánh sáng của đồng tử thế nào. Khi chiếu đèn vào thì đồng tử của có nhỏ hay không ấy, hay là không, hoàn toàn là không có cái đáp ứng gì với ánh sáng luôn, thì cái phản xạ đồng tử cũng là một cái mà để mình có thể định hướng một số bệnh. Mình đây là một cái bảng nhưng mà cái này sâu và mình các bạn cần học, mình chỉ là minh họa cho các bạn thôi. Ví dụ như hình D đó là đồng tử ở trẻ có nhỏ như đinh kim, đồng tử có nhỏ như đinh kim và là không đáp ứng với ánh sáng luôn. Thì trường hợp D này hay gặp trong tổn thương cầu não hoặc là ngộ độc thuốc phiện. Rồi ví dụ như hình hình F đồng tử dạng lớn một bên nhưng mà vẫn đã có đáp ứng với ánh sáng, thường gặp trong hội chứng Horner hoặc một số cái tổn thương ở thân não. Thì như vậy các bạn thấy việc khám đồng tử, kích thước đồng tử, phát xạ đồng tử có thể giúp các bạn gợi ý được một số cái bệnh lý hoặc vùng tổn thương. Dấu hiệu thương kính tiếp theo mình sẽ khám đó là khám dấu măng não đối với trẻ nhũ nhi, trẻ dưới 18 tháng mình sẽ khám dấu hiệu thập phòng trong có phòng hay không. Đối với những trẻ trên 18 tháng thì mình thường khám kẹt nít và bulging kỳ kỳ trên luôn kỳ kỳ dưới, khám dấu măng não. Thì một cái dấu hiệu nữa mình phải để ý đó là xem bệnh nhân có tư thế bất thường hay không. Tư thế bất thường á thì mình có hai tư thế mất vỏ là tay chân co cứng, tay co và chân duỗi, và tư thế mất não là tay tay duỗi và chân đều duỗi. Thì các cái tư thế này nó cũng tương ứng với các điểm GASCO về vận động. Và các bạn sẽ thấy thế này, một bệnh nhân bình thường mà bây giờ xuất hiện các cái triệu chứng như các cái tư thế như thế này thì chứng tỏ là bệnh nhân đó đang có tăng áp lực nội sọ, có dấu hiệu tư thế bất thường là có tăng áp nội sọ. Rồi sau khi mình đánh giá ABCD thì bậc E mình đánh giá một số cái vấn đề về toàn thân, ví dụ như thân nhiệt của bệnh nhân có sốt hay không, có hạ thân nhiệt hay không, bởi vì hạ thân nhiệt cũng là một nguyên nhân của giảm thị giác. Và sốt có thể gợi ý bằng một số bệnh lý nhiễm trùng hoặc có thể hơi gợi ý cái hội chứng tăng thân nhiệt ác tính, hoặc một số ngộ độc như kháng thuốc kích hoặc tổn thương đô thị cũng có thể gây tăng thân nhiệt ác tính đến 41 độ C. Như vậy đó là bước thứ hai, thì các bạn biết rằng một bệnh nhân vào viện vì có vì giảm thị giác thì các bạn sẽ cần khám những cái dấu hiệu gì ban đầu. Bây giờ về phần
xử trí. Thì bước đầu tiên đó là nếu đường thở của trẻ mà thông rồi thì mình sẽ tiến hành đánh giá tiếp theo. Nhưng nếu đường thở không thông thì mình phải làm mở thông đường thở của bệnh nhân bằng cái thủ thuật nửa đầu nâng cằm hoặc thủ thuật ấn hàm. Và đã học rồi thì mình cũng nhắc lại các bạn như thế này đó, những bệnh nhân mà giảm chi giác thì lưỡi có thể tụt và chen qua đường thở và đồng đặt nửa đầu nâng cằm hoặc ấn hàm mà sẽ làm kéo lưỡi bên phía trước làm cho đường thở được thông thoáng. Và trong trường hợp mà có những trường hợp bệnh nhân mà mình làm nửa đầu nâng cằm hoặc ấn hàm rồi và đứa trẻ này đường thở vẫn không thông thì mình phải dùng thêm một số dụng cụ hỗ trợ. Dụng cụ thứ nhất mà mình sẽ dùng đó là ống thông miệng họng hay còn gọi là canuin. Các bạn tránh nhầm lẫn với cái canuila hay còn gọi là ngành mũi là cái để mà thở oxy á. Còn đây là canuin còn gọi là ống thông miệng họng. Ống này nó sẽ đặt vào từ vào trong miệng ốm bể toàn bộ lưỡi của đứa của bệnh nhân và tới đến họng á, tới đến họng thôi nha, làm cho cái đường thở nó thông, gửi bây giờ hẳn chen qua được cái đường thở nữa. Thì cách đặt đó mình đưa vào và như vậy đó, sau khi đặt xong rồi thì nó nằm như thế này và nó làm cho đường thở thông từ miệng cho tới họng của mình nhé. Và là ốm để cái người của mình nhé. Đây là cái dụng cụ hay đặt trong một trường hợp bị hôn mê mà đường thở không thông đây, do gửi nó chen vào. Và trong những trường hợp mà khá một số trường hợp đó, thì người ta sẽ đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Nội khí quản á là cái ống này, ống như thế này được gọi nội khí quản. Thế nào ai nói nội khí quản thì biết cái ống này. Ống này sẽ được đặt từ miệng vào để trong khí quản của bệnh nhân luôn, chứ không phải là trong họng. Cái này ống thông miệng họng chỉ vào họng thôi, có nội khí quản thì vào tới khí quản của bệnh nhân. Thì đó là bước đầu tiên, đảm bảo đường thở của đứa bé. Thứ hai, đó là gì? Tất cả bệnh nhân giảm chi giác đang thiếu oxy nào nên phải được thở oxy lưu lượng cao qua mặt nạ có chủ dự trữ. Và nếu bệnh nhân đó có tình trạng giảm thông khí hoặc thở gọi bất thường về nhịp thở thì lúc đó mình phải hỗ trợ hô hấp bằng bọc bóng qua mặt nạ và chuẩn bị nội khí quản và đặt nội quản cho bệnh nhân. Thì các bạn biết những bệnh nhân mà hôn mê thì thường nó sẽ mất phản xạ bảo vệ đường thở. Hôn mê thường mất phản xạ bảo vệ đường thở. Đứa trẻ rất dễ bị hít sặc các chất nôn, chất tiệp vân vân. Và chưa kể hôn mê có thể dẫn đến ức chế trung tâm hô hấp và dẫn đến có thể có ngừng thở hoặc ngừng thở. Thế đó thường những bệnh nhân hôn mê, đặc biệt hôn mê sâu, là người ta đặt nội khí quản ngay sớm cho bệnh nhân. Thường là như vậy. Bước thứ ba là về tuần hoàn thì mình phải xem thử bệnh nhân này có sốc hay không. Nếu có sốc thì mình phải cho chuyên dịch chống sốc theo phác đồ chống sốc. Nếu bệnh nhân này mà có đường máu mà cao thì các bạn phải tiếp cận theo cái hướng nhịp toan sẽ tốn. Còn nếu có đường máu mà thấp thì có chừng là hạ đường huyết và mình phải bấm đường cho bệnh nhân. Và trong cái bước C này mình để ý xem thử bệnh nhân có bán xuất huyết trên da không, hoặc có dấu hiệu măng não, dấu hiệu cứng cổ, thọc phông không. Nếu có những dấu hiệu đó thì mình phải dùng sớm cho bệnh nhân kháng sinh đường tĩnh mạch và thường hay dùng gọi là cefotaxim. Đây là những cái bước đánh giá ban đầu của bệnh nhân. Và nói chung về đánh giá lại thì trong mình đã giải quyết được tình trạng cấp cứu sóng ABC cho bệnh nhân, đảm bảo về tính mạng là thì bắt đầu mình sẽ tiếp cận lại nguyên nhân. Thì mình sẽ hỏi tiền sử nhớ được một số cái, nếu một số bệnh nhân không hỏi được hoặc người nhà không biết gì cả thì mình chịu. Nhưng mà một số bệnh nhân hỏi được, mình có thể hỏi tiền sử chấn thương thế nào, tiền sử ăn uống bữa ăn cuối cùng thế nào, tiền sử bệnh tật mạng tính của bệnh nhân, tiền sử động kinh, các bệnh lý mà các chuyển du lịch gần đây xem thử có sốc khỏe hay không, nghi sốc khỏe hay không, vân vân. Đó là những cái dấu hiệu mình sẽ cần phải hỏi lại. Và khi mình thông thả rồi, giải quyết tình trạng cấp cứu rồi, khám lại bệnh nhân thì mình sẽ khám kỹ hơn. Rồi giống khám mắt, mình tiếp tục đánh giá và theo dõi cái phản xạ đồng tử và cái thử đồng tử. Đồng thời mình sau để mắt xem thử có xuất huyết trong khu cái thị hay không. Rồi đánh giá cái dấu hiệu của liệt vần nhãn. Rồi lúc này đánh giá là tí giác bằng tăng Glasgow để mình dễ theo dõi hơn. Vì Glasgow có điểm, nó có thể theo dõi được xem thử tí giác nó có tiến triển thế nào không. Từ giống như từ 8 điểm đến 9 điểm đến 10 điểm như vậy. Và đánh giá là tư thế bệnh nhân chưa cơ phản xạ gần xương, phản xạ một số cái phản xạ gần sâu vân vân. Là những cái mình cần thăm khám và cái này thì có thể tùy theo một số nguyên nhân mình có thể khám thêm một số dấu hiệu khác nữa. Về toàn thân thì mình để ý xem da có phát ban, có dấu xuất huyết không, có những cái dấu hiệu bầm tím với chấn thương hay không,
có một số cái hội chứng thần kinh da hay không, cái tai mũi họng về xem thử có viêm tai giữa không, vì viêm tai giữa có biến chứng viêm màng não, viêm tai hoặc là viêm tai xương chủng, rồi có tổn thương có máu trong tai, có chứng tổn thương nên sò, một số bệnh nhân có hơi thở bất thường, ví dụ như mùi mùi tỏi, mùi hành nhân, vân gợi ý một số bệnh lý chuyển hóa hoặc ngộ độc. Và nếu gan lớn kèm theo hạ đường máu thì có chứng hội chứng đấy. Đó, một số cái mà mình cần phải lưu ý. Đó. Vậy thì quay lại cái cá lâm sàng của mình đã học đưa ra từ đầu. Thì cá lâm sàng này á thì rõ ràng sẽ khó với bạn. Vì một đứa trẻ này hoàn toàn vào viện không hề sốt mà còn thân nhiệt hạ nữa. À, thân nhiệt hạ nữa. Rồi mạch thì có vẻ hơi chậm tí, nhịp thở thì chậm rõ và huyết áp thì có hơi thấp thôi chứ còn chưa phải 90, đang cái mức mấp mé. Tay chân thì lạnh do hạ thân nhiệt đó. Thì những cái trường hợp này á, thực sự nếu các bạn không có kinh nghiệm thì các bạn phải cách loại từ loại từ loại từ, từ từng cái và xem chữ cái gì phù hợp. Và nếu có kinh nghiệm hơn á thì các bạn có thể nhận ra được tại vì sao. Và bệnh nhân này á là có một, trong cái các dấu hiệu bất thường của bệnh nhân có một cái tám chứng đặc biệt, đó là tám chứng hôn mê, đồng tử co nhỏ và nhịp thở chậm. Thì các bạn sẽ thấy nếu các bạn không khám lâm sàng cho kỹ á thì các bạn phát hiện những dấu hiệu đó mà biết hôn mê đó, nhưng các bạn phát hiện được thở chậm, phát hiện được đồng tử co nhỏ thì các bạn sẽ không phát hiện được cái tám chứng này. Nhưng nếu các bạn thấy cái bài giảng của mình nãy giờ là hướng các bạn khám và cái dấu hiệu và kết hợp với dấu hiệu lại thì tám chứng này á là một tám chứng gây độc gợi ý một độc thuộc phiền, hôn mê, đồng tử co nhỏ và nhịp thở chậm. Đây các em sao có thật thì vấn đề ở chỗ này rõ ràng nếu các bạn không có lắm sao không có biết các cái khả năng bằng liệt kê ra bằng và chưa và chưa cũng có thể bạn đưa đến được cái chẩn đoán, và nếu có kinh nghiệm hơn bạn kết hợp được các cái dấu hiệu để với nhau thì bạn có thể chẩn đoán nguyên nhân ra tốt hơn. Nhưng mà bạn thấy gì khả năng này bạn thấy không, nếu như mà mình không có lắm sàng, không có nghĩ tới thì không bao giờ chẩn đoán ra được. Khó. Bây giờ một đứa nhỏ này hoàn toàn không có dấu hiệu kim đâm kim tiêm gì trên người cả, người nhà giờ giờ mình khả vào nhưng mà hắn hôn mê rồi, mình không biết hỏi gì hắn, làm sao mình nghĩ hay nghĩ được hắn ngồi thuộc phía. Nên cái này khi mình lâm sàng là gửi cho mình cái chẩn đoán rồi thì quay lại hỏi người nhà, hỏi người nhà thì người cuối cùng người nhà mới khai ra là ông bố bị nghiện và đang đi cai nghiện, và họ phạt cho cái thuốc cai nghiện là methadone, mà methadone là thuốc cai nghiện, nhưng mà thuốc cai nghiện họ có cái thành phần có thành phần có thể gây ra các cái dấu hiệu tiêu chứng giống như thuộc thuộc phiền vậy. Thì đứa trẻ này nói vậy, thuộc của bố hảo bố và uống và ăn uống vào rất là nhiều, uống bao nhiêu quả thì quả yêu mà thì nó cũng có bị ngộ độc giống như ngộ độc thuốc phiện vậy. Đó thì các bạn sẽ thấy cái một cái cá lâm sàng thì các bạn có thể vận dụng một số cái để các bạn học cái này. Các bạn thấy đi, đồng từ dấu hiệu đồng từ có nhỏ hay gặp trong ngộ độc thuốc phiện hay gặp trong ngộ độc phục hồi cơ đó, những cái đó những cái mình có thể dùng để gợi ý này. Rồi từ dấu hiệu mà nhịp thở chậm á và kèm theo hôn mê này, rồi kèm theo tám chứng đó cũng là một cái mình có thể gợi ý. Rồi. Bây giờ các bạn còn một nội dung nhỏ nữa thôi, đó là tiếp cận tăng ở vực nội sọ ở trẻ em. Phần này mình chỉ nói nhắn thôi. Thì đây là một hộp sọ của bệnh nhân. Hộp sọ của bệnh nhân có ba thành phần, thứ nhất là nhu mô não, thứ hai là mạch máu, thứ ba là dịch nội tủy, và ba thành phần này là tạo nên cái áp lực nội sọ. Vậy thì khi một trong ba thành phần tăng lên thì chắc chắn áp lực nội sọ sẽ tăng, và thường hay gặp nhất là chi là phù não. Phù não thì sẽ làm cho chi cái nhu mô não nó chứa nước và nó sẽ dẫn đến tăng cái thể tích những cái phù não từ tác động nội sọ, hoặc là xuất huyết não mạch máu vỡ cũng có thể nội sọ. Và trong cái cơ chế mà phù não á thì cơ thể nó sẽ đáp ứng bằng hai việc. Việc thứ nhất
đợi là tăng lưu thông dịch nội tùy trong hệ thống mang mạch đó, hệ thống để cho tăng lưu thông dẫn lưu dịch nội tùy và các cái nào thất và các cái thông đạm mang mạch đó, làm cho giảm cái đường nội tùy để cho nó giảm lại, vì một thành phần tăng lên thì thành phần kia phải giảm lại để bù trừ. Và một cái cơ chế thứ hai đó là gì, giảm cái lượng máu lên não để chi, để giảm vào cái thể tích của bù trừ lại trở ra cái cơ chế. Vậy thì các cái biện pháp khi gặp một đứa trẻ tăng động nội sọ thì mình cũng thường để lâm sàng thì các cái vấn đề điều trị nó cũng tập trung vào cái việc đó là hai cái việc đó là chi, giảm cái trạng phù não và giảm lượng máu lên não, thì mình sẽ nói cái phần điều trị. Thì trước mắt các bạn học cho mình các cái dấu hiệu tăng động nội sọ trẻ em. Dấu hiệu thứ nhất đó là đau đầu, nhưng mà các bạn lưu ý này, đau đầu trong cũng phải bệnh nhân vào viện mà đau đầu với kèm theo nôn, các bạn cho đó tăng nội sọ hết. Vậy như bệnh nhân á sốt cao thì nó đau đau đau, mình sốt cao mình đau đau cũng chỉ không nhịn, và có một số bệnh ví dụ như viêm họng thôi nó gây ra sốt cao đau đau và cũng gây ra nôn mửa, ví dụ như vậy thôi. Nên cứ vào viện mà nôn mửa và kèm theo đau đau, các bạn cái chẩn đoán là tăng nội sọ rồi, nó đủ thứ tám chứng mang nào cũng vậy, các bạn không phải lập sang một tỷ cho mình. Đau đầu trong não nội sọ là một cái đau đầu đặc biệt, đau rất dữ dội và là đau vào buổi đêm về sáng, thường hay gặp cái thời điểm đó buổi đêm về sáng. Và khi đau đầu như vậy thì thường bệnh nhân sẽ có biểu hiện nôn vọt, tức là nôn không có tiên triệu gì cả, tự nhiên nôn vọt ra vậy và nôn xong bệnh nhân đỡ đau đầu. Một cái dấu hiệu tiếp theo mình nói cái này đó là tư thế bất thường là gửi tăng động nội sọ, đồng tử giãn một bên hoặc cả hai bên của người tăng động nội sọ. Kiểu thở bất thường giống như đặc biệt là thở chen stock hoặc là thở không đều, còn có ngưng thở cũng có gợi ý cho tác động nội sọ. Và đặc biệt tác chứng cơ sinh mạch chồng hay gặp tăng và kiểu thở bất thường, tám chứng này là gợi ý chen ép khối choãng chỗ nội sọ, chen ép và có thể gây ra đe dọa tụt kẹt cho mình nhé. Nên khi có tác chứng cơ sinh mình biết ngay là có khối choãng chỗ nội sọ, đó là lý do mà mình nói mình chẩn đoán được một số bệnh nhân dựa vào dấu hiệu mạch chồng mà từ giờ bên trong tiếp cận thêm, mình đưa ra được cái chẩn đoán của bệnh nhân khi chưa làm được cái xét nghiệm gì cả, chưa làm mình chỉ chưa làm CT MRI gì cả, mình chẩn đoán được đó. Và còn một cái nữa là phản xạ mất não. Phản xạ mất não thế nào? Bình thường khi mình quay đầu một bệnh nhân đột ngột qua một bên thì cái đồng tử thì mắt nó sẽ chuyển động ngược hướng lại, và xem cái bình thường này đây, bình thường khi mình quay đột ngột qua bên trái thì mắt nó đi chuyển về ngược lại về phía bên phải. Khi mà dấu hiệu này không còn nữa thì gọi là mất phản xạ mắt nào. Các bạn xem bây giờ trường hợp này em bất thường này, quay qua đột ngột mắt nó vẫn không di chuyển về bên phải, đây là trường hợp bất thường đó. Rồi phản xạ mắt nào bất thường. Bây giờ về xử lý răng nội sọ thì các bạn phải luôn đảm bảo là chỉ phải đảm bảo cho mình về cái hô hấp và tuần hoàn này nè. Ví dụ như những bệnh nhân hôn mê sâu gasco 7-8 điểm phải đặt thuốc khí quản cho mình nhé, đặc biệt là những bệnh nhân mà có phù não, có tắc nghẽn đường thở, có mất phản xạ bảo vệ đường thở hoặc có tổn thương thành ngực trung vân. Về thứ hai về tuần hoàn thì cần phải duy trì được huyết áp để đảm bảo tưới máu não, bởi vì huyết áp trung bình để đảm bảo huyết áp trung bình cần phải duy trì được đảm bảo để mà tưới máu não. Và trong phần điều trị á thì bên các bạn có hai cái mà người ta hay làm. Cái thứ nhất là người ta giảm lượng máu lên não, thì cái biện pháp mà các bạn sẽ thấy những bệnh nhân bị tắc động nội sọ, người ta sẽ cho bệnh nhân nằm đâu cao 15 đến 30 độ, cái này áp dụng cho cả nhi khoa lẫn người lớn, đầu cao 30 15 30 độ. Thì tại sao 15 30 độ? Thì nằm thế này thì máu thế nào nó về dễ dàng về tím hơn, chứng giảm giảm cái lượng máu ở nào, giảm ứ máu ở nào thì nó giảm nó sao. Nhưng mà chú ý 15 độ đến 30 độ, thấp hơn 15 độ có tác dụng, trên 30 độ có thể có tác dụng ngược lại. Cho nên chỉ mức độ này thôi. Cái tiếp theo, sốt nó sẽ làm tăng tốc độ chuyển hóa và gây giãn mạch não và tăng lượng máu lên não. Chứ đó bệnh nhân sốt phải được hạ sốt tích cực cho bệnh nhân để nó giảm cái lượng máu nào. Đau và kích thích sẽ làm cho tăng nhu cầu chuyển hóa và tăng máu lên não. Cái đó phải làm giảm đau cho bệnh nhân tích cực, ăn thân tốt cho bệnh nhân để mình giảm cái lượng máu, giảm cái chân tràng chuyển hóa, nhu cầu chuyển hóa, làm giảm lượng máu lên não.
Và trong trường hợp nặng không đáp ứng với những biện pháp mình đã kể thì người ta phải dùng những biện pháp tăng thông khí. Tăng thông khí ra sao? Người ta cho bệnh nhân thở nhanh lên, thở thường là bệnh nhân thở máy, người sẽ cai cho bệnh nhân thở nhanh lên hoặc thở với một cái thông khí phục cao hơn. Để làm gì? Để thải nhiều CO2 hơn. Để làm gì? Để thải nhiều CO2 hơn để cho CO2 trong cơ thể nó giảm xuống. Bình thường thống khí máu của bệnh nhân của mình á thì nồng độ PaCO2 được dao động từ 35 tới 45 mm thủy ngân và đó là mức giá trị bình thường. Thì bây giờ mình sẽ cho bệnh nhân thở nhanh lên hoặc thở mà thống khí phục cao hơn để thải được nhiều CO2 hơn, để CO2 của bệnh nhân nó thấp hơn bình thường được khoảng 30 đến 35 thôi. Thì khi mà CO2 thấp thì vì sao như vậy? Bởi vì nồng độ CO2 trong máu nó ấy ảnh hưởng đến cái kích thước của mạch máu não. Nồng độ CO2 máu cao gây giảm mạch não và nồng độ CO2 thấp gây co mạch não. Vậy thì mình giảm thấp hơn so với bình thường để cho nó có mạch não tương đối. Tại sao không giảm thấp hơn? Thấp hơn 30 thì nó có mạch não rất là nhiều. Ở lúc này á thì não đã bị tổn thương rồi, mà lại thiếu có mạch nhiều như vậy thì máu với não rất khó khăn làm giảm được giảm quá nhiều cái lượng máu với não, thì lúc đó thiếu máu não tổn thương não nặng lên, nên chỉ mức như vậy thôi. Trong một trường hợp đe dọa tụt kẹt thì người ta có thể hạ thấp cái mục tiêu xuống để PaCO2 xuống dưới 25 luôn để cho giải quyết cái tình trạng cấp cứu đã. Chứ còn thông chưa đến mức độ như vậy thì người ta chỉ duy trì mức khoảng 30-35 để chuyển thôi. Và vấn đề thứ hai, ngoài cái việc mà sử dụng các cái biện pháp vừa trên thì người ta sẽ sử dụng mannitol. Mannitol thì là một cái thuốc có tính thẩm thấu, khi mà truyền vào trong đường tĩnh mạch, trong mạch máu á, thì nó sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu của máu và là sẽ kéo nước từ trong nhu mô não vào trong lòng mạch. À, như vậy thì việc dùng mannitol nó sẽ kéo nước từ trong mạch não vào trong lòng mạch, làm giảm cái lượng nước trong nhu mô não, thì nó làm giảm cái tràng phun não. Và cái lượng sau khi mannitol mà nó kéo nước vào trong lòng mạch á, thì nó sẽ gây ra tình trạng rời nhiều thẩm thấu. Thì mannitol là một cái đường có tính nhiều điều thẩm thấu, nó sẽ cho bệnh nhân đại gương dịch đấy ra. Do đó những bệnh nhân bị giảm, nếu bệnh nhân mà có tình trạng giảm thể tích, có tình trạng sốc hoặc là suy thận việt tán thì mannitol không dùng được, do nó gây rời nhiều thẩm thấu nên không dùng được trong trường hợp này. Một cái thuốc thứ hai được dùng rất nhiều trong những năm gần đây và nó thể hiện ưu điểm hơn so với mannitol, đó là mũi ưu trương. Mũi ưu trương là natricoid 3%, nó có hệ số phản xạ bằng 1, nó không qua hàng ra máu não nhiều mà nó ở trong lòng mạch và nó kéo là tăng áp thẩm thấu trong lòng mạch, nó kéo nước vào trong lòng mạch và nó cũng làm giảm tình trạng phun não. Nhưng được cái nó không gây ra nhiều thẩm thấu, nó không gây ra mất dịch nên vẫn dùng được cho những bệnh nhân bị sốc vân vân. Đó là tất cả những cái gì mà nội dung bài này. Quay lại cái lâm sàng đó thì mình cũng xử lý ban đầu bằng việc cho bệnh nhân hôn mê, cho bệnh nhân sử dụng cho bệnh nhân thở máy, rồi đảm bảo thông khí, đảm bảo tung hoa lập đường truyền tĩnh mạch của bệnh nhân, theo dõi đường máu của bệnh nhân thế nào, và mình cũng sử dụng mannitol để chống phun não vân vân. Nhưng mà trong bệnh nhân khi này á thì bệnh nhân ngồi tập thuộc phiền, thì các bạn có một cái trong ba người tập thuộc phiền á thì là có một cái thuốc giải độc đặc hiệu, đó là naloxone. Thì tại Việt Nam mình không phổ biến, nhưng tại các nước phương Tây á, mà khi nước phổ biến, có nghĩa là một bệnh nhân vào viện vì hôn mê đột ngột không rõ nguyên nhân thì nhiều đơn vị á, họ dùng ngay naloxone luôn, bởi vì cái tỷ lệ nghiện ở họ cao và này nọ, Việt Nam mình thì thấp hơn, cho nên không có cái này trong cái phác đồ, nhưng mà bạn biết thêm như vậy. Đó. Có hỏi gì về bài học này không? Các bạn nào có câu hỏi về bài này không? Nếu bạn có câu hỏi gì cả thì các bạn nghỉ ăn tối và đi trực. Chào các bạn.